giữa lòng dân, từ bảo tồn nguyên trạng, bao gồm công sự và hàng bí mật, vân vân, sẽ giúp cho chúng ta cảm nhận được cái khung cảnh cuộc sống khắc nghiệt của cơ quan tỉnh ủy Kiên Phong trong thời gian kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Là một